go back. What you hear is only black. Talk only seeker. Lina do. Trong phòng bàn tròn, Momo Nga đang khảo sát môi trường xung quanh Nazarick trước khi cử một nhóm đi khám phá. Thông qua Mirror Remote Viewing, anh có thể nhìn thấy xung quanh là một khu vực đồng cỏ, ở xa hơn có các Goblins và cuối cùng là một ngôi làng đổ nát. Momo Nga-sama. Với những thông tin thu được cho đến thời điểm này, Momo Nga nhận ra rằng thế giới mà họ đang ở không còn là IGGDZASIL. Lý do cho kết luận này là các trang bị kém chất lượng được sử dụng bởi các á nhân mà anh thấy. Tuy nhiên, có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của Momo Nga. Nơi ở của nhân loại ở cũng chịu thiệt hại tương tự như những gì diễn ra trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Mặc dù lượng thông tin thu được vẫn còn rất ít, nhưng Momo Nga quyết định bắt đầu giao nhiệm vụ đầu tiên cho nhân vật chính, một NPC Homunculus từ Azerbaijan. Nhiệm vụ của nhân vật chính là xác định vị trí chính xác của ngôi làng nhân loại kia và thu thập thông tin tình báo. Almedo cho rằng nhiệm vụ có thể nguy hiểm nên đã đề nghị cho NPC hộ tống. Vì Nazarick không thể sử dụng được và bị hư hại, Momo Nga giao cho Nap ở Nabero Gamma việc bảo vệ nhân vật chính. Khi cô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ, cô ấy thông báo cho Momo Nga rằng sau khi chiến đấu với con quái vật từ vết nứt, cô ấy dường như cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Momo Nga đoán rằng cảm giác đó rất có thể là do cô đang thăng cấp, điều đáng ra là không thể xảy ra khi mà cấp độ của các NPC được thiết lập. Nhưng vì họ đang ở thế giới khác, và thực tế là nhiều NPC khác nhau đã trải qua những tổn thất cấp độ, trong thế giới mới này, việc thăng cấp không nhất thiết là không có khả năng. Momo Nga háo hức bắt đầu nghiên cứu hiện tượng này và khôi phục lại Nazarick. Trước khi cả nhóm rời đi, Momo Nga đưa cho nhân vật chính một viên pha lê phong ấn, Sealing Crystal, có chứa ma thuật dịch chuyển để giúp nhân vật có thể nhanh chóng trốn thoát khi cần thiết. Tránh dân làng nghi ngờ, nhóm được cung cấp những vật dụng tối thiểu nhằm tạo vỏ bọc là những du khách lạc đường. Ngoài ra, Momo Nga còn cho họ sử dụng một NPC lính đánh thuê Redeem Slam, vì khả năng bắt chước của nó có thể sẽ hữu ích trong nhiệm vụ của họ. Khi cả ba đã sẵn sàng, Momo Nga tạo một cổng gate và đưa họ đến điểm đến. Sau khi đi qua cổng, cả nhóm không thấy mình ở làng nhân loại mà thay vào đó là một khu rừng rộng lớn. Nabero lập tức nhận được một tin nhắn, message từ Momo Nga về việc một số lỗi trong tọa độ đến đã xảy ra. Thường thì chuyện này sẽ không thể xảy ra, nhưng Momo Nga tin rằng, ảnh hưởng của vết nứt ở Nazarick có thể đã làm biến dạng không gian. Vì nhân vật chính và nhóm của anh ta đang ở khá xa làng, Momo Nga khuyên cả nhóm sử dụng pha lê phong ấn của họ để dịch chuyển về. Sau đó anh ta có thể thử đưa họ đến làng một lần nữa. Nhân vật chính đã từ chối và muốn mạo hiểm khám phá xung quanh trong khi hướng đến ngôi làng của con người. Momo Nga ban đầu không thoải mái khi hành động một cách rủi ro như vậy. Cuối cùng, anh đã cho phép quyết định của nhân vật chính, nhưng anh nhắc họ rằng phải cẩn thận và không có gì phải xấu hổ khi rút lui. Sau khi kết thúc tin nhắn, Nabero hỏi họ nên làm như thế nào để xác định vị trí ngôi làng. Mặc dù Nabero có thể sử dụng Bayfly để tìm khu định cư, nhưng cô ấy không khuyến khích nó vì nó sử dụng quá nhiều ma thuật.
Naruto trả lời sớm xuất hiện Kiridin Slam, người đề nghị trèo lên một trong những cái cây để giúp Nabero xác định vị trí chính xác của họ hiện tại. Sau đó, Slam trèo lên cây và kéo dài một phần cơ thể như một sợi dây, để cô hầu gái có thể leo lên để quan sát xung quanh từ những cành cây. Nabero tức trở lại mặt đất khi đã biết được ngôi làng ở đâu. Sau khi biết được hướng đi, vì thận trọng Nabero mà sử dụng tai thỏ Rabbit Ears phòng trường hợp kẻ thù tiếp cận. Bộ ba đi xuyên rừng cho đến khi Slam nhận ra một âm thanh. Phía trước nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng một vài chiếc lá bị tan chảy có thể được nhìn thấy trên cành cây. Ở đó, Nabero nhìn thấy một con Slam đang ẩn nấp và chờ đợi con mồi. Cô hầu gái sử dụng một viên đá và ném chết nó với sức mạnh của mình. Sau khi Nabero nói rằng cô ấy cảm thấy cấp độ của mình lại tăng lên một lần nữa, con Slam đi cùng họ cảm thấy hạnh phúc cho cấp trên của mình. Nhưng điều này khiến Homunculus ngạc nhiên vì họ vừa giết chết đồng loại của nó. Khi được hỏi liệu nó có cảm thấy tội lỗi không, con Slam nói rằng nó tự coi mình là một giống cao cấp hơn những loài Slam thông thường chỉ sống theo bản năng. Vì vậy, cô ấy không có chút e ngại nào trong việc giết chết những giống loài thấp kém. Ngay khi họ chuẩn bị di chuyển, nhóm cảm thấy rằng có nhiều Slam ẩn nấp gần cái cây. Với số lượng đường mòn nhất, họ đoán đó có thể là một tổ nằm trong bóng râm của chúng. Khi họ nói chuyện với nhau, Nap-e-an và nhân vật chính cảm thấy rất khó để tiếp tục cuộc trò chuyện với Slam, vì nó vẫn chưa được đặt tên. Để bù đắp cho sự thô lỗ của mình khi họ không coi Slam, cả hai chính thức giới thiệu bản thân với nó. Lúc này, con Slam có cơ hội tự đặt tên cho mình, quyết định tự gọi mình là Slim Echo. Tuy nhiên, vì cái tên này ám chỉ trực tiếp giống loài của cô, nên theo lời giới thiệu của đồng đội, Slim Echo đã lấy bí danh là Sir Suzaku trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi loại bỏ nguy hiểm, cả nhóm đã đi được một quãng đường hợp lý từ điểm xuất phát. Nabero đề nghị họ nghỉ ngơi một chút. Nhân vật chính nhắc nhở Sir Suzaku rằng họ sẽ sớm chạm trán với con người trong nhiệm vụ này và không được để bản thân quá thu hút. Suzaku đồng ý và gợi ý nên giảm sự tương tác của con người với nhân vật chính. Nabero thì cảm thấy thật khó chịu khi cô ấy sẽ tiếp xúc với những sinh vật thấp kém. Tuy nhiên, cô ấy dừng lại khi cô cảm thấy một cái gì đó đang đến gần họ. Cô thúc giục những người bạn đồng hành của mình đến một cái cây lớn để chuẩn bị cho thứ gì đó sắp đến và khuyên nhân vật chính sử dụng viên pha lê để phòng Nabero một mình đối mặt với mối đe và sớm đối mặt với một con sói gầm gừ khi nó lao ra khỏi bụi rậm. For the dead. Ara, ara, subscribe to the channel or else I will bonk you.